Thế Hùng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mục điểm báo. Và điểm đến tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng qua ngày 2 tháng 10 nhằm ngày 1 tháng 7 Chăm lịch, đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở 24 làng Chăm Ninh Thuận tưng bừng tổ chức lễ hội KT năm 2024. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn bà con người Chăm cũng như du khách trong và ngoài nước đã đổ về các đền tháp để dâng cúng lễ vật và tham quan tìm hiểu những nét đặc sắc của lễ hội KT. Tại tháp Buôn Long Gia Rai, từ sáng sớm, rất đông bà con người Chăm theo đạo Bà La Môn trong trang phục truyền thống đã có mặt để chuẩn bị lễ vật dâng lên các vị thần. Theo phong tục truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, việc tổ chức lễ hội KT ở tháp Buôn Long Gia Rai là dịp để bà con thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các vị thần và vua Buôn Long Gia Rai, người có công trong việc hướng dẫn người Chăm phát triển sản xuất, dẫn thủy nhập điền, qua đó cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. KT đi lại đi KT bữa nay là 2024 đi gà vịt rồi trứng vịt rồi chuối trái cây đầy đủ rồi cầu cho con cháu làm ăn phát tài mạnh giỏi. Lễ hội KT năm nay với đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn có nhiều niềm vui vì sản xuất khá thuận lợi, các loại cây trồng đều được mùa nên đời sống của bà con ổn định. Bên cạnh đó, với những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực của Đảng và Nhà nước đã làm cho các vùng đồng bào Chăm ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày một nâng cao, giúp bà con có điều kiện đón KT đủ đầy và tràn ngập niềm vui. Nhân dân tới làm lễ đó rất đầy đủ và rất đông, đó rất phấn khởi. Năm nay thời tiết nắng ráo đã tạo điều kiện cho đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn trong tỉnh tổ chức lễ hội KT tại các đền tháp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thuận lợi. An ninh trật tự tại các đền tháp cũng được đảm bảo, giúp đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn có một mùa KT vui tươi và đầm ấm. Bản tin tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 4528, triển khai thực hiện kế hoạch số 338 ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2025-2030, toàn tỉnh phấn đấu đào tạo nghề cho 11.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 70%. Để đạt các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm đối với lao động nông thôn, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh tận dụng hiệu quả cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời tăng cường nguồn lực, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề cho các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Vườn quốc gia Tà Đùng là một trong những khu vực hiếm hoi của tỉnh Đắk Nông có hệ sinh thái phong phú, nổi bật với hệ thống hồ, đảo và động vật hoang dã đa dạng. Những năm qua, đã có khoảng 3.000 hecta rừng được giao cho 14 tổ quản lý, bao gồm hơn 150 hộ dân và các cộng đồng cư dân sinh sống trong khu vực. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tạo sinh kế và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua sự tham gia của cộng đồng các dân tộc sống gần rừng. Một trong những điểm nổi bật của công tác giao khoáng bảo vệ rừng ở đây là có sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng và các cơ quan chức năng. Các tổ bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức tuần tra định kỳ để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về rừng. Với sự giúp đỡ và tham gia tích cực của người dân, tình trạng khai thác trái phép tại khu vực đã giảm thiểu đáng kể. Đồng thời, môi trường sống của các loài động vật hoang dã cũng được bảo vệ tốt hơn. Điều này có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vườn quốc gia Tà Đùng, nơi được xem là viên ngọc xanh của Tây Nguyên, với sự đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra, công việc bảo vệ rừng, giao nhận rừng cho cộng đồng còn giúp nâng cao đời sống kinh tế của người dân địa phương.
Với việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ còn 13,04% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm 8,91% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tập trung giải quyết tốt chính sách lao động việc làm và nâng cao thu nhập của người dân, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt tình trạng hộ nghèo dân tộc thiểu số, thiếu đất ở, nhà ở và các chính sách an sinh xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, gắn với hỗ trợ và tìm kiếm việc làm cho người lao động, quan tâm đầu tư phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí, đồng thời tăng cường đổi mới trong tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ kiến thức để chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, chú trọng phát triển những sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị, hỗ trợ nguồn vốn xây dựng mô hình theo chương trình OCOP của từng địa phương, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, sau khi 100% mặt bằng cao tốc Cao Lãnh, An Hữu thành phần 1 được bàn giao để tiến hành thi công, thì công tác vận động giải phóng mặt bằng thành phần 2 của dự án cũng được gấp rút thực hiện. Tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhiều hộ dân sau khi đồng ý giao đất để làm đường cao tốc đã bắt tay ngay vào việc di dời nhà, cây trồng, vật kiến trúc ra khỏi phạm vi dự án. Máy móc đã hoạt động lại sau mấy ngày mưa kéo dài. Những người thợ xây cũng đang tất bật để mau chóng xây xong 3 nền nhà liền kề. Đây sẽ là chỗ ở mới của hộ ông Lê Văn Phú và gia đình hai người con sau khi phần diện tích đất ở được ông đồng ý giao cho dự án đường cao tốc. Để công trình sớm có mặt bằng sạch, lão nông 75 tuổi này đã mua đầy đủ vật liệu xây nhà. Tranh thủ mà mấy cái bên ngày mà nắng làm luôn, ngày trưa làm luôn. Vì vậy là xây cái này mà nếu mà xây xong càng sớm như nào càng tốt thì nấy, nếu mà hết xong rồi là mình dời nhà làm sao luôn. Cũng giống như ông Phú, ba hộ dân khác trong cùng một gia đình cũng thuê máy móc để đổ nền cho nhà mới. Tối nay có giá máy cũng phải làm bằng đêm cho gọi luôn. Làm thì tranh thủ làm cho gọi đang về nhà đang trả mặt bằng cho công trình làm. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp, tất cả các hộ dân thuộc dự án cao tốc thành phần 2 ở địa phương đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bốc thăm và nhận nền tái định cư. Số hộ còn lại không thuộc diện hỗ trợ tái định cư cũng đã tìm được chỗ ở mới và đang tiến hành xây dựng nhà, ổn định cuộc sống. Đối với các cái hộ mà di dời nhà để giao mặt bằng cho cái dự án thì những trường hợp khó khăn thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện cũng như địa phương sẽ hỗ trợ bằng các cái chính sách an sinh xã hội khác cũng như tạo việc làm cũng như vận động những mạnh thường quân đóng góp để có một phần để hỗ trợ kinh phí cho bà con di dời nó dễ dàng hơn. Chính sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp trong thời gian qua đã tạo nên sự đồng thuận từ phía người dân, điển hình là gia đình của ông Phú hay anh Trường. Hy vọng tới đây sẽ có thêm sự sẻ chia từ những hộ còn lại trong vùng dự án, từ đó sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp với lực lượng thú y tăng cường tuyên truyền đến từng cơ sở chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi và hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh. Đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi cam kết không giấu dịch, phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện đàn heo có dấu hiệu nhiễm bệnh và khuyến cáo các chủ cơ sở chăn nuôi chỉ tổ chức tái đàn khi hết dịch bệnh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển heo và sản phẩm heo trên địa bàn. Kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường giám sát, khẩn trương đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi, nhất là tại những nơi đã từng xảy ra dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về an ninh trật tự. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum
vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Gờ Ly. Theo cáo trạng, năm 2015, điểm mở công ty Nguyên Hà Con Tum kinh doanh các mặt hàng nông sản và đồ mỹ nghệ và cho em dâu là Võ Thị Ngân làm chủ tịch kiêm giám đốc công ty. Tháng 5 năm 2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Diễm dùng số tiền này để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước hoặc chỉ dùng một phần tiền đặt mua bia. Khi các bị hại phát hiện mình bị lừa đảo và yêu cầu Diễm Ngân trả tiền hoặc giao bia thì Diễm không thể trả được. Gần 30 tỷ đồng là số tiền mà Diễm và Ngân đã lừa đảo của 10 bị hại trong vụ án này. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân, Võ Thị Ngân 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin khác cũng liên quan đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến người nước ngoài hoạt động trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam một đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh bạc và bốn đối tượng gồm Huỳnh Ngọc Tuấn, trú ở Quảng Nam, Trần Thị Thu Trang, trú tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Toàn, trú thành phố Hà Nội và Tôn Huy Tặng, trú Quảng Nam, đang ở tại tỉnh Bình Dương, về các tội thu thập, tàn trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên workdesk.li với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn workdesk.li. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Tuấn đóng sàn workdesk.li chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Qua điều tra xác định nhóm người nước ngoài điều hành trang web www.bk8inter.com tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Tang vật tài liệu tạm giữ gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tang vật khác có liên quan. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, người dân tộc thiểu số. Phóng sự Anh Cà Mau Hà, người cán bộ xã miền núi hết lòng vì nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc. Người cũng luôn khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết phải đào tạo và cất nhắc đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, vì họ hiểu rất rõ thực tiễn, đặc điểm văn hóa, tâm lý của đồng bào các dân tộc và là người tiếp thu, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong công tác đào tạo, cán bộ người dân tộc thiểu số, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu đào tạo phải gắn liền với nhiệm vụ thực tế, học tập tốt cả chính trị, văn hóa và phải gắn liền với lao động sản xuất, không học dông dài.
Đi cùng với công tác đào tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu cần phải cất nhắc cán bộ là người dân tộc thiểu số. Theo người, đào tạo cán bộ, người dân tộc thiểu số là để sử dụng. Muốn sử dụng có kết quả thì phải giao cho họ những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phải chăm lo công tác bồi dưỡng thường xuyên. Vì vậy, người luôn nhắc nhở các cấp các ngành phải ra sức bồi dưỡng, giáo dục và cất nhắc cán bộ địa phương, cán bộ dân tộc. Dù lúc đầu cán bộ địa phương, dân tộc, trình độ thấp, kinh nghiệm ít, công tác chưa tốt, cán bộ lãnh đạo phải dìu dắt họ, giúp đỡ họ, lâu ngày chắc chắn họ sẽ tiến bộ. Thưa quý vị và các bạn, dù mới giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn chưa đầy một năm, nhưng anh Cá Mau Hà đã ghi dấu ấn trong lòng người dân địa phương với hình ảnh giản dị, dễ gần, luôn lắng nghe, chia sẻ và có những cách làm thiết thực, hiệu quả trong hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, anh đã dần trở thành sợi dây kết nối giữa nhân dân với đảng, chính quyền trong triển khai các phong trào thi đua của địa phương, nhất là trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, xã Ma Nới đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Để đảm bảo chất lượng nhà ở cho bà con, dù bận rộn với công việc, nhưng ngày nào anh Cà Mau Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ma Nới, cũng đến kiểm tra tiến độ, chất lượng và đôn đốc đơn vị thi công. Hồi trước không có nhà, giờ này em có nhà, nhà nước hỗ trợ. Em rất là mừng, em yên tâm và không lo mưa nắng gì nữa. Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Ma Nới, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất. Theo thói quen, trước đây hầu hết hộ dân trên địa bàn xã không xây dựng nhà vệ sinh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến vệ sinh môi trường. Để giải quyết vấn đề này, anh Hà đã nỗ lực tuyên truyền vận động bà con vay vốn ngân hàng xây dựng nhà vệ sinh. Không riêng gì nhà mình, trước đây bà con ở đây có ai làm nhà tiêu đâu. Nay được xã hướng dẫn, hỗ trợ vốn xây nhà, mình cũng vay thêm ngân hàng để xây nhà tiêu cho đảm bảo vệ sinh. Là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, điều làm anh Hà trăn trở nhất là làm sao để nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Xác định rõ thuận lợi và khó khăn của địa phương, anh Hà cùng với Ủy ban Nhân dân xã Ma Nới tập trung giới thiệu việc làm cho lao động trẻ và vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ một địa phương chỉ sản xuất dựa vào nước trời, người dân thiếu việc làm. Đến nay, người dân xã Ma Nới đã từng bước làm quen với mô hình tưới nước tiết kiệm trong những loại cây ăn trái có giá trị cao. Nhiều người còn mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động. Mỗi năm xã Ma Nới có gần 150 lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm khoảng 8,14%, hiện còn 26,9%. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các ngành để đẩy nhanh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các cái tiêu chí để mà trong đó là vệ sinh môi trường, rồi là phát triển kinh tế và đặc biệt là chuyển đổi cây trồng trong thời gian tới. Thứ nhất là để mà tăng thu nhập, thứ hai nữa là để mà đảm bảo các cái tiêu chí về cái nông thôn mới. Hình ảnh Cà Mau Hà đi đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân đã trở nên quen thuộc. Những nỗ lực của anh đã góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân để từ thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần cùng cấp ủy chính quyền xã Ma Nới đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025. Vừa rồi là bản tin học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình Đến Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Thế Hùng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Anh. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo. Mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Thời cơ chín muồi đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao. Theo bài báo, Bộ Chính trị đã yêu cầu huy động tối đa nguồn lực ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông đường sắt hiện đại, đồng bộ, đóng vai trò chủ đạo và trở thành trục xương sống trên hành lang kinh tế Bắc Nam. Trong bước tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát, trình cấp các thẩm quyền, ban hành các chính sách đặc thù để thực hiện dự án, đồng thời huy động tối đa nguồn nhân lực trong nước, kết hợp với thuê tư vấn, nhà thầu nước ngoài tham gia thiết kế, thi công, quản lý, giám sát thực hiện dự án. Chuyển đổi xanh cùng với chuyển đổi số đang là xu hướng diễn ra trên toàn cầu và ở Việt Nam. Việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công trình xanh đang là một giải pháp giúp quá trình chuyển đổi xanh ở cấp độ quốc gia nhanh hơn. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết Phát triển công trình xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động thực hiện chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.
Các chuyên gia đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn xây dựng xanh và cơ chế khuyến khích cho chủ đầu tư. Cùng với đó là đào tạo, nâng cao năng lực, nhân lực trong lĩnh vực công trình xanh, xây dựng nền tảng thông tin chia sẻ về công nghệ và giải pháp xây dựng xanh, tạo điều kiện cho các bên liên quan học hỏi kinh nghiệm từ những dự án tiêu biểu. Việt Nam là điểm đến được ưa thích nhất của thực khách Hàn Quốc. Đây là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Theo khảo sát của nền tảng du lịch Agoda vừa công bố ngày 1 tháng 10, Việt Nam được xem là thiên đường ẩm thực của du khách Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Dữ liệu của khảo sát cho thấy lý do để du khách từ ba quốc gia này quyết định đến Việt Nam vì bị hấp dẫn bởi ẩm thực. Trong đó, đứng đầu danh sách bình chọn là du khách từ xứ sở kim chi. Theo ý kiến của các chuyên gia, với nhiều du khách, ẩm thực không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn là một hành trình khám phá văn hóa. Thậm chí không ít du khách còn đặt bàn ở nhà hàng trước khi họ đặt vé máy bay. Với nền văn hóa ẩm thực phong phú của mình, Việt Nam tự hào là thiên đường ẩm thực của du khách. Thưa quý vị và các bạn, việc một cô giáo tại thành phố Hồ Chí Minh xin tiền phụ huynh mua laptop đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Sự việc này không chỉ làm dấy lên những tranh cãi về đạo đức nghề nghiệp mà còn đặt ra nhiều vấn đề về công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục. Báo Kinh tế và Đô thị có bài viết: Từ vụ cô giáo xin tiền phụ huynh mua laptop, cần chấn chỉnh công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục. Theo bài báo, một trong những giải pháp quan trọng nhất là tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình xã hội hóa giáo dục. Các trường học cần công khai chi tiết về các khoản thu, chi và sử dụng nguồn lực từ phụ huynh và cộng đồng. Việc tăng cường minh bạch sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về mục đích và cách sử dụng các khoản đóng góp của họ, từ đó tăng cường sự ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình xã hội hóa giáo dục. Thông tin vừa rồi đã khép lại một điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Trong một giới thiệu điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chợ đêm du lịch Ninh Thuận để xem nơi đây có gì thú vị hấp dẫn nhé. Chào quý vị và các bạn, và điểm đến ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chợ đêm du lịch Ninh Thuận. Đây có lẽ là không phải là một điểm đến mới lạ so với người dân địa phương, nhưng chắc chắn đây sẽ là một điểm đến ấn tượng thu hút khách du lịch khi đến với xứ sở đầy nắng và gió này. Và bây giờ thì Thu Trình mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng chợ đêm du lịch Ninh Thuận để xem chợ đêm du lịch Ninh Thuận có gì các bạn nhé. Tọa lạc tại trục đường Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chợ đêm Ninh Thuận mở cửa từ 16 giờ chiều đến 22 giờ 30 phút hàng ngày và hy vọng là đây sẽ là một địa điểm hấp dẫn cho du khách khi một lần đến với Ninh Thuận. Cũng như những chợ đêm khác thì nơi đây buôn bán rất là đa dạng các mặt hàng và ở đây thì cũng buôn bán tấp nập như là những chợ dân sinh khác. Nhưng mà chắc chắn ở đây sẽ có điều khác biệt mà Thu Trình muốn giới thiệu đến các bạn ngay sau đây. Đó chính là những gian hàng giới thiệu về những sản phẩm đặc sản của Ninh Thuận, từ nho, táo, hành, tỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gian hàng đó nhé. Các bạn thân mến, đây là sản phẩm nho khô của Ninh Thuận. Sản phẩm nho khô này thì đảm bảo cho chúng ta là không đường, không chất bảo quản và không phụ gia thực phẩm. Rất là an toàn cho sức khỏe. Vẫn còn một đặc sản nữa mà Thu Trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là sản phẩm hạt chuối hột mồ côi Phước Bình. Chị cho em mượn nhé. Đây ạ. Với sản phẩm hạt chuối cô đơn Phước Bình thì công dụng của nó là chữa sỏi thận, nè, phù thủng, tiểu đường, hạ đường huyết. Và cách dùng thì rất là đơn giản. Trên này cũng đã có hướng dẫn sử dụng rồi. Sau khi mà chúng ta đã lựa được đặc sản của Ninh Thuận từ nho, táo, hành, tỏi, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng được chiêm ngưỡng rất là nhiều gian hàng mang đậm nét Ninh Thuận, ví dụ như là những gian hàng bán về những sản phẩm thổ cẩm của người Chăm. Rất đẹp phải không các bạn? Và Thu Trình cũng tranh thủ lựa cho mình một sản phẩm ưng ý. Tấm này đẹp nào. Với gốm bầu trúc thì là một trong những nét độc đáo có 102 của Việt Nam.
và gốm Bảo Trúc được làm hoàn toàn bằng tay mà không cần bàn xoay như các loại gốm của các vùng miền khác. Đây là những sản phẩm dệt của người Chăm ở làng Mỹ Nghiệp, là một trong hai làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận với những sản phẩm dệt được làm bằng tay. Và Thu Trình thấy là có hai bạn đang đứng rất là say mê với gian hàng này. Xin chào hai bạn. Em thấy chợ đêm ở đây như thế nào? Dạ, chợ đêm ở đây hả? Em thấy ở đây khá là náo nhiệt, vui vẻ, và quan trọng là em thấy mấy cô bán hàng khá là kiểu niềm nở chị. Em thích tính người dân ở đây. Ở cửa hàng dệt may thổ cẩm này thì không biết là các em có lựa được món quà gì cho mình cũng như là cho người thân chưa? Dạ, em cũng có lựa có món để em tặng cho người nhà của em, và có lại em mua cho bạn cái, em thấy rất là hài lòng. Rồi, những món đồ rất là dễ thương, hy vọng là các em sẽ thích những món quà này và chúc các em có một kỳ nghỉ thật là vui nhé. Dạ, cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, và sau khi Thu Trình lựa được một món quà ưng ý tại gian hàng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Chăm ở Ninh Thuận, thì ngay bây giờ Thu Trình mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá chợ đêm du lịch Ninh Thuận có những gì nhé. Nơi Thu Trình đang đứng đây đó chính là quầy hàng bán những món thức ăn vặt. Và đây là một trong những địa điểm mà các bạn trẻ rất là thích. Chị ơi, cho em lựa vài món. Chúng ta có thể tự lựa chọn được những món ăn mà mình yêu thích nè. Rồi các bạn có thể tự tay nướng những món ăn đó để mà cảm nhận được mùi thơm của thức ăn, cũng như là mùi bếp than mà có thể các bạn cảm nhận đó như là đang ở nhà mình vậy. Bánh tráng nướng Ninh Thuận. À, đây là một trong những món được rất là nhiều người yêu thích. Chị nướng cho em một cái bánh tráng nướng Ninh Thuận nhé. Đầu tiên là mình cho mắm lên. Mắm ruốc đây là của đặc sản của Ninh Thuận luôn nha em nha. Mắm ruốc đây là của vùng miền Ninh Thuận mình làm ra. Kế tiếp là mình cho trứng lên. Sau đó mình cho đa nhân các loại thôi nha. Wow, rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn luôn. Đây, quý vị và các bạn, đặc sản bánh tráng nướng của Ninh Thuận đây ạ. Vậy là Thu Trình cùng với các bạn đã dạo quanh một vòng chợ đêm du lịch Ninh Thuận, và các bạn cũng đã biết chợ đêm du lịch Ninh Thuận có những gì rồi phải không ạ? Hy vọng là chợ đêm du lịch Ninh Thuận sẽ là một điểm đến ấn tượng khi quý vị và các bạn một lần đến với Ninh Thuận. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các trải nghiệm sau. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 10 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác, chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ.